Cái thương nó còn lừa tôi cuối cùng cũng bị mắc lừa hết. Thế là trước đi học kêu bố nó nói chứ không phải là mình đòi hỏi gì mà bố cứ nuôi con đi học đi, nuôi con học bây giờ con thành đạt, con học xong có công ăn việc làm, con làm con nuôi bố mẹ mua không, con không nuôi, con mua cho bố cái xe đẹp à. Toàn hứa ngon ngọt thôi. Thế cuối cùng nhịp mẹ này xe nó không đi nữa, nó cho cháu bên chồng còn anh nó à. Cái xe mình mua cho Oyenfa ấy thì cho nó đi học thì đâu à, lúc nó lấy lúc, chồng lúc lấy chồng bây giờ đi cho người khác cho người khác cái nó đi từ đây bảo tôi mang về để cho bố đi này. Đúng không, mua xe mà không khác rồi, mình có điều kiện mua xe khác này thì cho bố giả bố cái xe này. Đây là giả được, chẳng phải là chỗ giả mà lại giả thôi chứ không phải là cho. Khác gì cái hương nhà con. Đấy, cầm được cái gì về hay là toàn tha đi ông báo. Thế là cuối cùng đấy là cái la, còn cái thương thì kêu tôi bảo mày chưa lấy chồng đâu nhá. Tao vừa làm nhà xong còn ít vốn liếng thì tao còn làm anh giờ mày lấy chồng thì hết thì tao bí lắm. Vừa mừng dạ dạ thôi thời gian dắt mẹ người yêu về quanh quanh bắt đầu xin phép thì bỏ ơn xin phép thì tìm hiểu đi nhá, thì mẹ cưới ngay là không có tiền đâu. Vâng dạ dạ đến lúc nó đồng ý nhau rồi lại phải cưới. Nó xin phép cho nhà nó lên nói chuyện. Nó phải cho lên nói chuyện là chết rồi. Không rồi.